Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Miu Seven. Mình là bác sĩ em. Còn mình là Miu Seven. Và hôm nay mình quay lại với các bạn một trò chơi giải trí. Trò chơi này cũng bình thường thôi. Trò chơi được mang tên đó là chiếc nón kỳ diệu bốc cức. What the hell? Cười cái gì thiệt mà. Ở đây tụi mình cũng không có tiền nhiều để làm các giải thưởng, cho nên mình thay thế bằng giải thưởng bằng các hình phạt. Thì mình giới thiệu đầu tiên. Hình phạt đầu tiên đó là bốc cức. Bốc cức đây là gì? Thực tế ra không phải bốc cức đâu, mấy bạn này dơ lắm. Cho nên là lúc mà quay đến đây á, thì bạn MC, tức là bạn cameraman sẽ nói thay luôn: chúc mừng các bạn đã quay vào ô bốc cức. Là tụi mình sẽ cười há há một tiếng cho vui thôi, chứ không bốc cức đâu, dơ lắm. Và ô thứ hai là ô mất lượt, thì cái lượt đó sẽ qua tay bạn kia. Và ô thứ ba, ô này là ô bắt vào đầu đó. Ô thứ tư đó là ô búng mũi. Ô thứ năm đó là ô búng tay. Ô thứ sáu là ô đá đít, các bạn kia phải đứng lên để cho mình đá đít. Ô thứ bảy quẹt thang, đó là ô quẹt thang. Ô thứ tám đó là thổi bể một cái bong bóng, tức là cái bóng bay nha mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ về cái ô ban đầu. Bây giờ tụi mình sẽ oảnh tù tì coi thử ai sẽ là người quay trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lại là bạn, xin mời. Nhẹ thôi bác sĩ em. Búng mội. Sứa. Ui. Ok, và mọi thứ là giữ nguyên nha. Và một cái luật này mình chưa phổ biến nữa là phải giữ nguyên nha. Không được làm nó xê dịch nha. Để quay tiếp, mình sẽ quay chiều ngược lại. Tại vì cái tay mình thuận cái chiều ngược lại. Bất lợi. Quẹt than. Rồi. Ở đây mình có than này, mà than này không có được đen mấy bạn. Tại vì mình lấy từ giấy ra. Mình sẽ này. Ôi cái gì, đứng yên. Ok, quẹt vào đâu bây giờ? Bốc kích á. Thông thường là có cái gì giống như bốc kích thấy, thông thường là có cái gì đen đen dưới mí mắt là nó ngứa mắt, nó khó chịu lắm. Nó kiểu như là nó dướng dướng ngay mắt. Rồi ok. Cái hả? Một cái thôi, đâu có nhiều cái đâu. Để em quay đúng không? Đúng rồi, giữ yên, không được đưa đi đâu hết á. Búng mũi nữa hả? Búng hoài vậy. Ui thật. Trả thù anh á. Rồi, tới lượt mình nha. Thổi bóng. Thổi bóng. Thổi đi. Và sau đây là tiết mục một thổi cây nghe thổi của anh Miu Siêu Anh. Giật cả mình. Thôi thế chóng mặt nha. Chóng mặt mà cô. Rồi tới lượt bạn. Bát vào đâu. Rồi tháo nón ra cho bạn bát luôn. Đây đó, cứu xuống đây. Ui rồi. Đau lắm rồi. Ngu. Sáng mà nói đến câu ngu. Ngu ơi, ngu nè. Đít. À, chết cha rồi. Đây các bạn nha. Chu cái đít lên. Quay xa xa ra miếng cho khán giả thấy. Sau đây là màn đá đít. Mày. Đá chung cái nút quần của nó đâu. Thằng này có chơi chiêu. Để anh với hai cái em phải không? Ừ. Đây là đây mà lại đây cái màn thể hiện thút từ bờ bờ của cô. Sao nhẹ thế, sao nhẹ nhẹ vậy? Đây là mình hụt giò rồi. Giò.
mày thì con xin chào mày rồi. Đau không em? Đau. Chạy hậu lại lên. Phải là nghe cốt là cứ vô cái ô đó không vậy? Thấy mỗi sinh. Cũng vậy à, đi. Giờ tao né cái nút quần ra đi. Mày ơi, tao đã là chất lượng cái đó. Lại mà đá hụt đúng không? Mày sao cứ vô mấy cái này hoài ta? Ngứa cái này không? Cầu đúng một tay. Lần đầu tiên. Mày ơi, mày ơi. Vô khác rồi. Sao muốn mỗi hoài à? Bát vào đầu. Bát vào đầu mày. Mày ơi người. Mày ơi người. Mày ơi người. Bố cức nè. Bún mội hoài nè. Ui mội này mở mội. Không dùng mà. Edit. Mới chiều chào với cái chiều này hoài đó ta. Mày ơi người. Mày ơi người. Mày ơi người. Mày ơi người. Đầu vải trường. Cái gì? Bốc kết. Chúc mừng bạn đã vào ô. Anh kết. Chúc mừng anh yêu sẽ vào ô. Bốc kết. Rồi qua đi. Anh là bốc kết. Đúng luôn đấy. Kiếm cầu mộng. Hoàn thu. Hơi đau thở trời. Nãy mày cứu tao, giờ tao cứu mày cái, kiếm cái gì tao chọn cho mày cái coi. Lấy đầu bú lên rồi. Để màu hồng cá tính nha các bạn. Màu hồng cá tính này. Cái đầu kia kìa, cái đầu kia nhọn kìa. Cái này sao mà bể? Bể ra. Cho nó đủ lớn rồi mới ấy. Tự nổ luôn rồi. Cái này nó vừa nổ mà. Ôi họ cũng không. Cái gì? Sao chưa vậy? Cái ông này bỏ dày. Cái này nó dày lắm. Nó chà bá. Thổi trần mắt không có lên đâu. Đây em. Hay là chơi vòng nữa đi, cuối đi ha. Bây giờ chơi, bây giờ mọi người mấy vòng đi. Giờ mọi người ba set đi. À ba set. Bắt đầu từ đầu nha. Rồi okay. Một. Mất lượt. À chuối vậy ạ. Bốc kết. Oh!
Xin chúc mừng anh Will Seven đã vào ô bóp kết. Hôm nay bóp kết rất là nhiều. Bóp kết. Bóp kết. Xếp thứ hai nè. Hai xếp nè. Bóp. Xin chúc mừng anh bác sĩ em đã vào ô bóp kết. Mày thấy anh cần bóp mày bóp theo hả con? Ôi, ôi bãi bóng. Bóng nếu. Sao cứ quay lại nó ngoài vậy? Nào mỏng mỏng thôi. Cái màu vàng mỏng nhất. Chanh lại là chanh cường thổi tương vệ mày. Thôi mày. Cái này cảm thấy to quá không ấy, chơi mày giúp bắn một vé thôi chứ. Cái giúp quà đâu được hả? Ừ. Nãy tôi đã hỏi cái bệ mình là luôn. Để anh tư sự đi chứ. Đó. chơi cái này dễ. Yếu tim, yếu tim. Bọn thứ ba quá. Các bạn đừng nên làm tại nhà hả? Bát vào đầu. Bát vào đầu. Sao chu dữ vậy? Đi. 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 Rồi sẽ cuối không? Trời ơi. Cái mạo mộng nè. Trời ơi, hơi luôn, hết hơi luôn mà. Ngậm nhéo nổi. Ôi, đúng rồi. Chúng mày thế, phải nhanh thế. Cái này không? À, rồi, cái nước cuối nha. Ừ. Vô cái nào cũng còn rồi. Bóp kết. Xin chúc mừng anh bác sĩ em đã vào ô bóp kết. Ê, xui à. Quẹt tan nữa à. Con. Mày vô một cú phải con ơi, tiếng này được rồi hết mặt. Mày là nó lóng ai luôn, nó cho hết mặt mà nó lóng nha. Mồ hôi dòng lòng hết rồi nè. À, làm râu cho nó. Đưa đâu mồ hôi lắm á. Trai chứ không? Rồi. Ok và chơi trò này vui lắm mấy bạn ơi. Tụi mình muốn chơi nữa nhưng mà có điều là thời lượng video dài quá về edit mệt. Cho nên mình xin được kết thúc video cũng như kết thúc trò chơi tại đây. Và sau khi kết thúc thì chắc tụi mình còn chơi nữa. Ok và nếu các bạn thấy video này thấy vui thì nhớ bấm like nè, bấm subscribe luôn nè, tức là đăng ký kênh đó, xong rồi chia sẻ cho video của tụi mình nha. Ok, và các bạn đừng quên là bình luận để góp ý cho tụi mình nha. Và tụi mình cũng xin được tạm biệt tại đây. Bye bye. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ